Vụ tai nạn được cho là xảy ra vào sáng sớm ngày 8 tháng 10 tại phố Đỗ Vũ, phường Giang Đầu, quận Kiến An, Hải Phòng. Hình ảnh chụp hiện trường cho thấy thêm một ô tô con bị rơi xuống cống nước đen ngòm. Chiếc xe bị lật ngửa, nước ngập vào ghế lái, còn tài xế được cho là đã thoát nạn. Sau đó, lực lượng tính năng đã trục vớt chiếc xe lên bờ. Hiện trường vụ tai nạn. Một số nguồn tin cho hay đêm qua ngày 7 tháng 10, quanh vùng xảy ra tai nạn bị mất điện, có mưa trong những khi tài xế là người mới lái. Hình ảnh về vụ tai nạn vẫn đang thu hút sự để ý của xã hội mạng. Nhìn chiếc xe thảm quá, không biết bác Tài đã làm sai thao tác làm việc nào. Thành viên Minh Quân bình luận. Tai nạn xảy ra vào sáng sớm, tài xế thoát ra thế nào nhỉ? Khi đó, chắc chưa xuất hiện người dân hỗ trợ đâu, một người khác thắc mắc.